Ả Rập Xê Út công bố các thỏa thuận đầu tư trị giá 10 tỷ đô la Mỹ giữa Trung Quốc và thế giới Ả Rập vào ngày đầu tiên của hội nghị kinh doanh Ả Rập Trung Quốc ở thủ đô Riyadh. Hội nghị kinh doanh diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ thương mại và ngoại giao ngày càng tăng giữa Trung Quốc và các nước Trung Đông, bao gồm cả việc nối lại quan hệ hữu nghị do Bắc Kinh làm trung gian gần đây giữa Iran và Ả Rập Xê Út, vốn đã làm thay đổi các mối quan hệ khu vực, theo AFP. Đây là lần đầu tiên Ả Rập Xê Út đăng cai tổ chức hội nghị kinh doanh Ả Rập Trung Quốc lần thứ 10, diễn ra từ ngày 11 đến 12 tháng 6. Hội nghị thu hút hơn 3.500 quan chức chính phủ và đại diện doanh nghiệp từ Trung Quốc và các nước Ả Rập, theo AFP dẫn thông báo từ Bộ Đầu tư Ả Rập Xê Út. Tuyên bố cho hay hội nghị đánh dấu ngày đầu tiên với việc ký kết các thỏa thuận đầu tư trị giá 10 tỷ đô la Mỹ, phần lớn trong số đó dành cho các dự án ở Ả Rập Xê Út hoặc các dự án do các công ty và tổ chức chính phủ nước này thực hiện. Con số này bao gồm 5,6 tỷ đô la Mỹ trong một biên bản ghi nhớ giữa Bộ Đầu tư Ả Rập Xê Út và Human Horizon, công ty sản xuất xe điện và xe tự lái của Trung Quốc. Hơn một nửa tổng số tiền đầu tư nằm trong biên bản ghi nhớ, cũng như một thỏa thuận hợp tác riêng biệt và một thỏa thuận khung liên quan các công ty khác, theo tuyên bố. Tuyên bố nêu chi tiết các thỏa thuận trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm công nghệ, nông nghiệp, năng lượng tái tạo, bất động sản, tài nguyên thiên nhiên và du lịch. Cũng theo tuyên bố, một thỏa thuận trị giá 533 triệu đô la Mỹ đã được ký kết giữa công ty AMA Alula và tập đoàn quốc tế Trung Hoan ở Hồng Kông để thành lập một nhà máy sản xuất sắt ở Ả Rập Xê Út. Ngoài ra, tập đoàn AS của Ả Rập Xê Út và tập đoàn khai thác và địa chất quốc gia Trung Quốc đã ký một thỏa thuận hợp tác trị giá 500 triệu đô la Mỹ về khai thác đồng ở vương quốc này, theo tuyên bố trên. Tại buổi khai mạc hội nghị, Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út, Hoàng tử Faisal bin Farhan, đã nhấn mạnh tiềm năng tăng cường quan hệ thương mại và kinh tế giữa Trung Quốc và các nước Ả Rập. Cuộc gặp này là một cơ hội để xây dựng một tương lai chung hướng tới một kỷ nguyên mới, có lợi cho người dân của chúng ta, Hoàng tử Faisal bin Farhan nhấn mạnh. Vào tháng 12 năm 2022, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến thăm Ả Rập Xê Út, nước xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, khiến đồng minh lâu năm của Riyadh là Mỹ chỉ trích, theo AFP. Khi được hỏi về lời chỉ trích của Mỹ, Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman trả lời, tôi thực sự phớt lờ việc đó. Trong chuyến công du tới Riyadh mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định Washington không yêu cầu bất cứ ai lựa chọn giữa Mỹ và Trung Quốc, theo AFP. Theo Thanh Niên, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.